Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đối tượng Lê Phan Đại Dương, sinh năm 1987 và Phan Văn Ngọc, sinh năm 1991, cùng cư trú tại phường Thuận Hòa, thành phố Huế do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó vào ngày 6 tháng 9, Trần Anh Pháp, sinh năm 1994, ngụ xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, và Lê Thị Thu, sinh năm 1994, ngụ phường Phú Hậu, thành phố Huế, liên hệ Dương để mua ma túy với số tiền 2,5 triệu đồng. Mặc dù không có ma túy, nhưng Dương cùng với Ngọc gói một số viên thuốc tây rồi bán cho Pháp và Thu để chiếm lấy số tiền nêu trên. Sau khi biết bị lừa, Pháp và Thu đến công an trình báo, gian dối với nội dung là vừa bị cướp giật 2,5 triệu đồng. Sau một thời gian xác minh, củng cố tài liệu chứng cứ, công an thành phố Huế làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Phan Đại Dương và Phan Nhân Ngọc, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan để có biện pháp quản lý đối với Pháp và Thu có dấu hiệu liên quan đến mua bán ma túy. Hiện tại thì sự việc này vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ và đang trong quá trình thụ lý hồ sơ xử lý các đối tượng này.